ơi. Em nói gì vậy Thư? Là đúng không, em tham gia 4 mùa rồi. Mùa này là số này là số thứ 4 em ngồi đây rồi nè. Em cảm giác như đây là nhà, nhà em rồi. Ừ. Rồi thế địa giống như em muốn đuổi chủ nhà cũ ra giành luôn nhà này phải không? Em cũng đang nghĩ cái gì đó. Trời ơi, nè, bỏ liền cái định đó nghe. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, đây một người chủ nhà hết sức là thân thiết đây. Một vị chủ nhà mập nhất xô, Trấn Thành. Thưa quý vị, thì mập với ốm mình có thể kiểm soát được. Còn những cái bộ đồ mà hộp cỡ đó thì chúng ta không kiểm soát được. Và tiếp theo, một người mà Thư hết sức là yêu mến, một người anh hết sức là khó tính đối với Nam Thư, đó chính là anh Trương Giang. Sao em lạnh nhạt với cái lời giới thiệu của Nam Thư quá vậy? Không, em bình thường. Nhưng mà em đang vẫn còn nghĩ về chuyện của Thành, là em nghĩ là mập hay ốm nó không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc. Và Thành đang sống rất hạnh phúc, thì điều đó là lớn hơn tất cả mọi thứ. Em giới thiệu khách mời tiếp theo đi nào. Và khách mời tiếp theo của chương trình chúng ta hôm nay đó chính là Bom. Bom. Chào em. Dạ chào anh. Nghe Nam Thư giới thiệu tên thấy bùng nổ ha. Dạ em chào anh chị Giang và chào anh Tiến Thành. Bạn này là hay đóng với Nam Thư đúng không? Hay đóng cặp với Nam Thư nè, nhìn đi nhìn đi. Trên mạng người ta nói là hai đứa đang yêu nhau đó. Có gì không? Dạ không, tụi em là chị em. Hả? Em chị hả? Không, anh. Chứ sao? Chị Thư chị. Thư lớn hơn em luôn hả? Dạ chị Thư nhỏ hơn em. Ủa, vậy chị Thư nhỏ hơn em. Bom lớn hơn em 2 tuổi. Nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ nhỏ xảy ra nên cuối cùng Bom phải kêu em bằng chị. Và từ đó là Bom kêu em bằng chị luôn. Thư có nhiều đứa em nhỏ tuổi ha. Chị ơi, em và bây giờ thì các em muốn về đội của ai đây? Chị Thư không cho em về đội anh Giang. Đúng rồi. Em tại thì, sao vậy? Em thì nói là em nghĩ là Bom nên về đội Thành. Tại vì cái mức độ mặn mà của Bom nó... Bom ơi, bây giờ trong cuộc sống này đến nỗi lựa chọn một đội để chơi game em cũng không giải quyết được hả? Mà không có cái chính kiến của cá nhân, đến nỗi một cái việc là lựa chọn về ghế nào ngồi mình cũng không tự làm được, cái đó là không hạnh phúc. Em ok, em hạnh phúc mà anh. Vậy bây giờ em quyết định thế nào? Vậy thôi em về đội anh Trấn Thành. Tôi không nhận. Thành ơi, em bao dung chút được không? Dạ không ạ. À, như anh đã nói em để bụng bụng em mới được. Em thấy em mệt mệt. Phạm ai? Tôi hả bạn? Ừ, mặc dù không thích. Rồi, mời em qua với Trường Giang. Yeah. Và bây giờ xin được giới thiệu với quý vị khán giả hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón Trọng Hiếu và Trúc Nhân. Lần đầu tiên đến với chương trình này, bây giờ em muốn về đội của ai đây? Đi theo ai à? Mọi người, Nam Thư á? Wow, sợ là chị Nam không Thư không biết chọn vậy đi về. Chìm tất cả mọi người luôn đấy. Không sao đâu em thích ở đâu, em cảm giác là em ngồi đâu an toàn thì em cứ về. Tất cả mọi người nó mới nghe chứ. Anh Nghĩa, anh làm cái hành động gì vậy? Thì nghĩ là thì Hiếu muốn về anh Trấn Thành, tại vì là hai chúng mình có qua làm việc với nhau rồi. Và anh Trấn Thành hiểu cái ngôn ngữ của Hiếu. Ngôn ngữ của Hiếu không hề dễ đâu. Tức là Hiếu nói rằng là Thành có thể hiểu được Hiếu nói cái gì. Khoan, Hiếu ơi, em không có ý định là cho khán giả truyền hình hiểu em nói cái gì hả? Tiếng Việt của em đây là bà bếp. Không, tiếng Việt em rất là giỏi đó. Ok không anh? Ok, vậy thì em về đội nào. Thật sự thì Hiếu thoải mái, thật sự Hiếu thoải mái. Không nghe đúng không? Rồi, mời em về đội Trường Giang. Dạ ơi. Về Trấn Thành. Ngăn cách mối tình. Bom, chị nghĩ là mình sống mình phải biết điều. Thôi qua đây đi, qua bển anh Thành đâu có nhận em đâu. Được, Thành ơi. Thôi vì em bước kêu tôi đi, kêu tôi đi. Thành ơi. Hả? Dân, nãy em định nói gì? Thôi, nhường cho em đi. Được rồi. Bước qua.
À, Hiếu là anh em mình có nhớ là hồi có đi Đài Loan gì với nhau rồi. Anh nha, mấy em về đội mình. Mấy cái game một chí cũng có gặp nhau mà chưa làm việc kỹ. Còn anh cái anh lúc đi Đài Loan đó không có em. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ. Anh với Trúc Nhân á thì thân hơn. Vâng. Em có thể nhường cho Nhân qua đi ngồi được không? Được. Anh Thành có nhận Hiếu không? Mà em nói chưa hết câu, Hiếu có thể nhường cho Nhân. Vâng, 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 vâng. Cái đó là cái gì với ông Giang? Sao anh? Ông bà tới đây là bỏ của chạy lấy người. Đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ gặp gỡ với 7 thí sinh của ngày hôm nay trong vòng Hóa Thân. Và đây là 7 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Mỗi người là một ngành nghề khác nhau. Giờ mà số 1 thì ghét không? Nghề nghiệp của bạn ấy là giặt ủi. Làm nghề giặt ủi mà giặt vậy khi nào mới xong? Các bạn không nên giặt ở nhà, hãy đến giặt lùi lần truyền. Mấy cái tiếng nói ban đầu là xử lý âm thanh cho méo tiếng đi. Nhưng mà cái âm thanh cuối cùng mà em phát ra là cái giọng thật của bạn ấy đó. Các bạn tính chắc đội nhà, hãy tới luôn, đây đi gì đó. Nhưng mà em thấy là không phải. Thì dĩ nhiên không phải rồi, đây là một hình thức quảng cáo trá hình. Đúng, không quảng cáo trắng trợn. Nếu mà là quảng cáo trá hình như vậy thì còn nói gì nữa. Loại. Cái cô này là cổ là diễn viên thôi. Và cổ rất là thích hài hước. Và cổ hát rất là dở chứ cổ không thể nào là người hát hay được. Tại vì thường á, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác là những cái người mà khùng khùng điên điên gì nó làm lố lên là sẽ không hay. Nhưng mà cái cô này sẽ tự nhiên cái cảm giác tôi là thấy hay nhiều hơn. Và các bạn này nếu như mà hát là có lẽ hát những cái bài nhạc mà trẻ, tuổi teen, dễ thương á. Anh có cảm giác nha cưng, giặt đồ là không có đúng với lại cái nghề nghiệp của em rồi đó. Với lại sao lại có cảm giác là bạn chỉ vui tính và bạn rất hoạt bát nhưng mà không cảm nhận được đây là một người hát hay. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Hiếu cũng thấy là, Hiếu nghĩ là giặt đồ là cái này hơi ảo ấy. Và đâu mà em này bắt đầu hát thì Hiếu cảm thấy cái khẩu miệng nó trông... Cái khẩu là cái miệng đấy. Đúng không? Cái khẩu là cái miệng khẩu đấy. Khẩu hình đấy. Cái hình của khẩu miệng à? Hình của khẩu. Đấy là khẩu hình Hiếu ạ. Chỉ là cái khẩu hình của cái miệng đúng không? Trời, khẩu hình là cái hình của cái miệng rồi, cái khẩu là cái miệng này Hiếu ạ. Rồi, đấy, em biết là anh Thành hiểu em nói như thế là cái khẩu. Anh cổ. Như thế là cái khẩu hình thì Hiếu cảm thấy là không hát hay được. Và cái nốt cuối cùng ấy kiểu à đấy. Thì anh nói có lý là kiểu có thể là bạn ấy làm over một tí nhưng mà cố tình để che giấu đấy. Còn Bom em thấy sao? Dạ em thật sự chưa nghĩ ra. Đó. Mấy vô phòng makeup ngủ cũng giấc đi rồi ra quay. Thiệt. Anh thấy anh Trấn Thành nói cũng có lý à. Em bắt đầu có vấn đề nhìn đứa để râu rồi đó nha. Tiếp theo, bạn số 2. Với cái bộ trang phục này thì công việc của anh ta là bán đồ thân thiện môi trường. Thank you.
dụng đồ thân thiện với môi trường. Thôi. Ông đi hết nguyên một cái clip luôn, cuối cùng ông phóng xuống chụp cái đồng hồ. Sao em có cảm giác là anh hát hay mà ảnh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa. Trong chương trình của chúng ta hiện tại là sẽ có hai ca sĩ nam. À, thì phải có nam hát với nam. Ừ. Đúng không anh? Không. Không hả? Không. Chương trình không quy định là nam hát với nam gì hết trơn á. Hay là hai vợ là vợ vậy thôi, nam nữ không phân biệt. Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có ba nam, thì chắc chắn trong ba nam này phải có một người hát hay. Ai nói chị ba nam vậy? Nãy Nhân nó hỏi ai nói chị ba nam, phải hiểu ý của Nhân nó nói. Nhìn như vậy chắc chị đã là nam. Không, tại vì em thấy nhiều hơn mà. Sáng mắt chưa? Sáng mắt chưa? Sáng rồi. Em có cảm giác là bạn này sẽ hát không hay. Không hay. Thư ơi. Đúng rồi đó. Gì em xin? Em nghĩ là hát không hay. Hát không hay luôn. Hình như là bạn ấy thích hát nhưng mà không hát được. Và có thể là hát ở trong nhà tắm một mình thôi. Bom, nói cho nghe xem cảm nhận của em. Theo em bạn này chắc hát hay đó hả? Sao vậy? Em có linh cảm vậy anh. Chưa về phân tích này em cũng không biết phân tích làm sao nữa hết. Ê mấy giờ mấy lát gửi mail cho chương trình đi. Muốn gì gửi mail thôi rồi khỏi nói, lấy cái hình để yên vậy thôi. Để đó em nói cảm nhận của mình này đó. Anh cảm ơn em, cảm nhận em thật tuyệt vời. Tiếp bạn số 3. Rồi cái tướng sang chảnh. Trời ơi, ngồi làm neo. Neo sợi dây chuyền vàng mà sợ ai. Không ai thấy cặp trưng ra ngoài vậy. Không biết làm nghề gì luôn, mời mọi người coi. Thôi anh bỏ đi ngắn rồi. Ăn đi, bỏ ổn lắm. Thôi anh đâu bỏ đi, có làm ông đó. Ăn đi. Ở đây. Anh chị có biết á, thật là lẽ làm ra hạt gạo này thì có bao nhiêu công sức, mồ hôi của bao nhiêu người không? Tại sao có mà không ăn hết mà lại đi bỏ mứa? Rồi anh chị không biết biến động sức người ta vậy, sau này không có mà ăn đâu. Ủa anh là gì? Tôi là người trồng lúa. Tôi là gì? Tôi là người trồng lúa. Ngoa nghề nghiệp bạn ấy là trồng lúa. Với một cái kịch bản nhảm nhí như vậy thì thiết nghĩ chúng ta để đi làm gì, đúng không? Loại. Nếu mà muốn nhìn thấy cái mặt thì bảo là à không, bạn này kiểu như là đang ngủ gật hay sao ấy. Nhưng mà đâu mà bát, bạn nghe được cái nốt cuối thì phải có kỹ thuật giữ được cái nốt nó đẹp như thế. Nhiều khi ông hát tròn một câu dài mà chỉ đúng được cái nốt nó đẹp thôi đó em. Bạn này thì hơi rõ, tại cái nốt nó hơi rõ quá. Em nghĩ là hát hay. Bạn này chắc hát cái dòng ballad rồi này kia ok lắm nè. Anh, em nghĩ gì nè, cái này nó rõ quá rồi, anh qua lẹ. Chứ con số 4 nó mài gần hết cái gót chân kia rồi. Anh lại lẹ đi anh. Dạ. Rồi, đây, bé số 4. Có vẻ công việc cũng lam lũ chà gót chân rồi kia. Mà cũng còn nhớ ngoéo hai cọng tóc cong 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 xuống vậy nữa. Mời mọi người xem. Hiếu lại nghĩ là hát được ấy. Hát được à? Ờ, Hiếu lại vì nghĩ sao? Là sao? Chỗ nào? Tại vì kia đâu mà ơ, kìa kia ơ nó. Nó có cái nghệ thuật gì ở trong đó ấy. Hiếu không giải thích được cái nghệ thuật gì cảm trong giác đó. Em có cảm giác là bạn này hát không hay. Được, anh cũng vậy. Dạ. Em cũng nghĩ là không hay. Cô này có làm ba cái sàm sàm thì được, chứ không hay đâu, cô này giống cô số 1. Hiếu à, cho dù à, tất cả mọi người qua lưng với Hiếu thì chỉ còn một mình Thư đứng đó đợi Hiếu thôi. Ok em. Hiếu, mà em mới làm cái đây động tác gì vậy? Cho đi nè. Anh đã lấy rồi. Nhân chịu không? Nhân chịu không? Đỏ mặt cái trường nha. Anh tưởng Hiếu chưa từng hôn em luôn hả? Có chuyện đó nữa sao?
Tụi em chào nhau xã giao hay ôm hôn là cái chuyện văn hóa bình thường của phương Tây mà. Nhưng mà không phải là của Việt Nam. Không có ai đàn ông nào ôm hôn nhau hết em. Anh em chào xã giao nha. Xã giao hả? Nó nghe nè, chào xã giao chứ không phải chào xã láng mà nói đi về. Đi. Chào xã láng. Rồi, mình đi tiếp nha. Bạn số 5. Cô này làm đồ handmade. Sao Bom, em thấy sao nè? Em nghĩ bạn này hát hay anh. Tại clip nãy giờ, trong mấy clip này em coi là em hiểu nhất á. Là có đầu tư vô. Không, Bom nói đúng. Tức là coi làm được handmade, clip chiếu lên nội dung làm handmade dễ hiểu nhất. Không mà thiệt luôn á. Clip nãy giờ là giống người coi nhất. Nãy giờ nó cho mình coi gì đâu không, thế giới động vật gì không mà. Chưa đồng ý. Để làm cái công việc này thì là phải rất là khéo léo. Và cái này cũng liên quan với những cái nghệ thuật. Thì Hiếu cảm thấy là em này hát được. Em thì coi trong hình là tin á, nhưng mà nhìn cái cô này ngoài đời thì không tin cô hát hay nha. Do cái cách cổ giận nội công đó. Riêng cái clip của bạn này thì em cảm nhận được cái sự chân thật. Chắc có thể là bạn vì cái clip này không có diễn gì hết á. Dạ, mà cái cách bạn lấy cái chai keo á, mà cái cách bạn chấm keo á, anh, nó không phải là đổ chút cái đầu xuống mà nó nghiêng nghiêng á. Thì hồi trước á, lúc mà em học mỹ thuật em cũng hay làm mô hình lắm. Thì em cảm nhận được cái sự biết đâu là bạn này cũng học mỹ thuật giống như em, chưa chắc gì hát hay nha. Dạ. Mà em thấy trong clip gì ở ngoài em đều cảm nhận được cái cảm giác là bạn này. Bây giờ nè, đang mê con Hải Triều số 6 này nè. Rồi, thì bây giờ mình đến với bạn ở vị trí số 6. Bạn ấy công việc là cho thuê đồ hóa trang. Dark Queen nữa. Đó, cho nên hồi nãy em nói đâu phải ba nam đâu. Quên bốn. Hồi nãy nhận được nữ rồi. Ủa đẹp quá vậy. Thưa anh, thì cái bạn này là bây giờ tay chân về hình hài, vóc dáng, mọi thứ nha. Ngay cả tay vẫn để móng dài này nọ, là có nghĩa là bạn này cái niềm đam mê được trở thành phụ nữ của bạn rất là rõ ràng rồi. Thì có nghĩa là bạn có chỉ có thể là, một là bạn muốn trở thành gái thiệt, hai là bạn làm cái công việc là drag queen, là tối đi diễn giả gái, để là đi nhép show. Thì chắc chắn những người làm drag queen thì rất là giỏi nhịp, giỏi nhàng, nhép rồi làm được mọi thứ rất là hay. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ là nhép thôi à? Dĩ nhiên đa số là nhép, nhưng trong đó sẽ có vài trường hợp là hát hay thiệt luôn nha. Chứ không phải drag queen nào hát cũng dở đâu. Thì cái bạn này hồi nãy cái miệng anh thấy không? Cái phần cuối hát một cái bài gì đó không biết, nhưng mà có vẻ là cho mình thấy là anh là nhịp nó từng chữ. Ví dụ như là nắng có còn vương trên môi em. Dạ vậy không? Là cho mình biết vậy đúng không? Dạ, em chắc chắn luôn hát dở. Dạ. Thể hiện đó. Dạ, thể hiện nên là hát dở. Em cũng nghĩ là cái bạn này hát không hay đâu. Còn Thư? Nằm yếu. Em nghĩ là bạn này hát không hay. Bây giờ Hiếu thử đi trái ngược ý coi nó nói làm sao. Thật sự là Hiếu không đi trái ngược, tại vì là vợ mình mà. Không, tuy là mình là hai đội khác nhau, nhưng mà không, anh theo em, lần này anh theo em. Dạ. Và anh đồng ý. Em cũng đồng ý. Không đồng ý.
Em sao mời em vô số này vậy anh Nghĩa? Em buồn quá. Nhân hả? Em hả? Em hơi sử dụng cái giác quan của mình quá, cho nên là lúc mà bảy bạn vừa bước ra một cái là trong đầu là mặc định à số 6 sẽ hát chung với mình. Số 6 em là có passport 5 năm. Nó lắc đầu từ chối kìa. Từ chối luôn. Lắc đầu từ chối kìa. Vậy là muốn hát với Hiếu, em muốn hát với Hiếu đúng không? Em không ưa Nhân đúng không? Không thích Nhân. Em muốn thích Hiếu đúng không? Trời cái mặt phải chảnh đi ghét. Quan gia ngõ hẹp. Số 6, anh nói em nghe, em khờ lắm, em mới nói ra cái điều này ngay đầu tiên. Bây giờ em nói em thích Hiếu là em chết với Nam Thư nó loại em liền. Không cần Nam Thư, tôi cũng loại. Trời ơi, sao vậy? Thấy anh chị em loại liền luôn. Chết rồi. Bé khờ, đẹp mà khờ. Lát ngồi Hiếu cũng loại nó luôn nha Hiếu. Đây, anh bạn số 7. Cặp bộ bánh kem, cưng không? Làm nghề bán bánh kem. Thế mình mới đây anh Thành kìa. Trời ơi, cái nét đó mà bán bánh kem tôi quánh chết. Trời ơi, mấy bà bên kia kìa. Gì vậy? Ôi gì vậy? Gì vậy trời? Trời ơi, ngắm. Ngắm ơi, ngắm, mày đi ngắm ngắm. Trời ơi, trời nhỏ nó cười sao? Anh nhỏ nó cười với nó chưa có hát. Nhỏ cười chưa hát nó quay hình luôn à. Tắt luôn. Trúc Nhân, sao em? Em thấy cũng không hay anh. Không hay luôn. Dạ, bài này hát khác mắc cười lắm á. Chắc là ok, công việc thì chắc là tạo ra rồi. Tại vì là Hiếu hồi xưa cũng chạy bàn ấy. Thì chạy kiểu cầm cao này là mỏi cái tay luôn. Thế là kỹ thuật của cái cờ chạy bàn này là không chuẩn rồi. Ủa, cái này là bánh kem mà đâu chạy bàn gì? Ý là cái tay để đúng không? Nhưng mà cầm cái này đúng đó. Không? Như là giới thiệu cái bánh kem này là đây, xin lỗi là đây cho anh Thành ăn này, ví dụ thế thì cũng phải bê đấy, thì là phải bê đây này cho nó nhẹ hơn. Nếu mà bê cái này cao quá thì nó mỏi cả tay luôn. Em hiểu. Đúng không? Thành muốn khóc luôn kìa. Anh có hiểu không? Anh cứ nói rồi, anh gật đi. Cứ tiếp tục. Anh gật đi. Nhưng mà Hiếu lại có cảm giác là có cái gì hay đó, thật sự Hiếu cảm giác là có thể bạn này rất là vui tính, bạn này không coi đấy nghiêm túc quá, nhưng mà Hiếu cảm giác là bạn đấy có hát được và hát mấy cái bài nhẹ nhàng đánh đàn với cho các bạn gái. Ê! Anh 261 ca vợ. Tại sao? Nãy Hiếu đang bình luận về số 7 cầm bánh, cái số 1 quản lý Hiếu ngó nhiều chuyện kia, em vô tình em phát hiện cái đứa sợ cái đứa quay vào. Mà cái nét quay qua là cái nét hát dở. Yeah. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ hội ý với nhau nha. Yeah. Okay. Chọn ra một người hát không hay, bắt đầu. Giờ. Số 3. Sao rồi, hai gia đình? Rồi, chúng mình chọn loại... Rồi... chọn... Đấy, mọi người lại làm cho Hiếu mất tập trung quá. Chúng ta... Có một mình ông mất tập trung chứ mai làm thì ông đơn. Rồi, bình tĩnh nè. Bình tĩnh, ok, bình tĩnh nhá. Rồi, mình phải phân tích trước rồi mình mới đưa cái kết quả ra, nó mới hồi hộp. Nói sao cho người ta nể mình coi. Còn phải phân tích nữa. Nhưng phân tích chứ, mình phải nói, mình rào trước đoán sau để người ta đừng đoán ra số mình muốn chọn, hiểu không? Thôi bây giờ này đi, anh phân tích đi, xong anh có lòng vòng xung quanh đi, xong là chọn Hiếu sẽ... Nhưng mà để anh nói luôn cho cậu đi chứ mình... Ở đấy thì ok, thì Hiếu nói thẳng nhá. Anh kêu em nói là em phải nói chứ. Em phải giả bộ em đi làm vòng để cho người ta không biết mình chọn số mấy, cái cuối cùng anh chốt này okay. Bị hết hồn, em hiểu không? Ok. Được rồi. Rồi, có thể mình chọn, mình loại số 7 nhỉ, nhưng mà chưa chắc chắn. Tại vì là có người khác, mình cảm thấy là bạn đấy... thế chắc là cái kịch bản này không hiểu tí nào. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng đó anh Nghĩa. Nói vô thì đồng tâm luôn. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng. Tới nơi luôn là lòng vòng thế nào? Anh muốn em nói lòng vòng mà đúng không? Lòng vòng mà.
À, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa. À, minh loại số 2. Hả? Chờ... vô trọng tâm. Tâm. Vô đúng luôn. Tao nha, tao mà số 2 nó hát hay nha là không bạn bè gì nữa nha. Thưa quý vị, bà con mình có câu tối lửa tắt đèn có nhau. Chết cha. Dạ. Đúng ta, không bằng lại gì gần. Chết. Thôi mà, thôi. Hồi nãy tôi nói vậy thôi, đừng tội nghiệp nhỏ mà thiệt á. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Nãy tôi ghẹo. Số 1. Trời ơi. Mời em gái số 1 ra đây hát. Hát hay một cái là cầm thao đồ tạc liền cho anh nha. Trời ơi, thấy thương chưa kìa. Ơi, buồn ơi, buồn ơi, buồn ơi. Mặt thần. Dạ. Wow. Mặt thần nha, mặt thần nha. Cái cô này là cổ là diễn viên thôi. Và cổ rất là thích hài hước. Và cổ hát rất là dở. Chứ cổ không thể nào là người hát hay được. Tại vì thường á, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác là những cái người mà khùng khùng điên điên thì nó làm lố lên là sẽ không hay. Và các bạn này nếu như mà hát là có lẽ hát những cái bài nhạc mà trẻ tuổi tiên dễ thương dễ thương á. Có lẽ bạn này che giấu một điều gì đó. Nha bạn thật nha. Bé nó ca hay dễ thương vậy đó mà nó lông nào loại nhỏ. Hồi nãy em nói em ghẹo nó thôi chứ em biết rồi nó ca. Trời, nãy ghẹo hả? Vậy mà không nói trước trời ơi. Tôi tưởng nói thiệt. Ôi trời ơi mẹ cám. Mẹ cám. Anh cứ thử tưởng là Thành nói thiệt. Đúng rồi, tại vì nói là liếc liếc vậy tụi tôi mới căn cứ vô cái đó mới bắt đầu mới loại. Câu chuyện hồi nãy anh kể em nghe rồi nha. Đây là người muốn loại chứ không phải em nha. Nhìn cái mặt con bé là giống như Quỳnh Mến đúng không? Người trong nghệ thuật nhìn tươi. Dạ. Em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, anh Trúc Nhân, anh Trọng Hiếu, anh Bum và chị Nam Thư và chào chú Đại Nghĩa. Em ơi. Có hai điều anh đính chính. Đây là anh Đại Nghĩa chứ không phải là chú Đại Nghĩa. Điều dạ. Thứ hai là anh này là anh Bum, còn Bum là đây. Khi mình hát ra đó, cái giọng ca mình có cá tính nó sẽ làm cho mình được nhận diện dễ hơn so với là nhiều cái bạn khác. Thì anh nghĩ là em đang đi đúng đường. Tại em có cái cá tính riêng của em. Mà có chắc gì người ta đi làm ca sĩ đâu đúng đường. Không, chắc chắn anh. Hát như vậy là phải làm phải mê làm ca sĩ rồi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Trà Như Nghĩa. Em đến từ Phú Yên. Tên gì? Tên gì? Như Nghĩa. Nguyễn Trà Như Nghĩa. Như Nghĩa. Em đến từ Phú Yên ạ. Năm nay em 18 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp. Rồi có đi hát không cưng? Một tài năng chớm nở. Dạ, đây là show đầu tiên. Show đầu tiên. Show đầu tiên của em mới nhỏ. Vô Sài Gòn được 2 tháng thôi. Mới có 2 tháng. Đáng lẽ con nhỏ sẽ được ghi dấu lại, lưu lại, sẽ được hát lấy một trong những thần tượng của mình là một anh Trúc Nhân, là một anh Trọng Hiếu để con bé được nhìn về bà con Phú Yên. Vậy mà nở lần nào anh Trấn Thành bắt được con nhỏ nhiều chuyện. Con nhỏ buồn quá trời buồn rồi kìa. Nãy con có liếc Trọng Hiếu phải không? Con có nhìn Trọng Hiếu đúng không?
Là tại vì mê đó, đúng bởi không? Bởi vì nhìn Trọng Hiếu ánh mắt mê đắm, dạ, Nam Thư mới dạ, loại đó. Dạ, em fan Trúc Nhân. Sao? Em fan Trúc Nhân. Fan Trúc Nhân hả? Bây giờ nè, hát thử câu của Trúc Nhân nghe coi, nếu được chọn hát chung Trúc Nhân hát làm sao đâu. Đừng theo người đó em ơi em mà, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Trong yêu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm em muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Ok, rồi cảm ơn con đã đến với chương trình ngày nay. Chào tạm biệt Như Nghĩa. Cảm ơn mọi người ạ. Đây là sự lựa chọn của đội Trường Giang là sai. Để coi sự lựa chọn của đội Trấn Thành, anh chàng số 2 đúng hay không nha. Mời em. Bolero. Em có cảm giác là anh hát hay mà anh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa. Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có 3 nam, thì chắc chắn trong 3 nam này phải có một người hát hay. Hình như là bạn ấy thích hát nhưng mà không hát được, mà có thể là hát ở trong nhà tắm một mình thôi. Em có cảm giác là bạn này sẽ hát không hay. Tôi trở về đây lúc đêm mơ lên. Tôi trở về đây lúc đêm mơ lên. Dâng mắt trời mây phố xưa buồn tay. Gót mòn giữ ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ. Trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy thằng bé nó hát xong bài câu, cái thằng Hiếu nó nghe được hai em mà nó nói rất chân thành nha. Nói gì? Anh Thành, anh có nghĩ là mọi người biết bạn ấy hát giỏi chưa, hay là mọi người vẫn tưởng bạn An đang hát hay?
Nó hỏi rất chân thành. Ngây thơ dễ sợ. Anh có nghĩ là mọi người biết là bạn này đã hát dở chưa? Trời ơi Hiếu ơi, Hiếu đáng ơi, yêu quá. Mọi người mù nhạc hết vậy. Cái giọng rất khỏe nha. Mà hát chất quá. Mọi người biết yên tâm gì. Dạ, xin chào tất cả mọi người trong trường quay này. Và em tên là Nguyễn Nhật Tân. Và thật ra thì em là rapper, chỉ là chuyên vấn đề rap. Và về thì cái người chỉ còn hát pop thì nó kỹ không xử lý được. À, thì nó cũng phải có nhịp chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Sao hồi nãy em vô nó cũng trật nhịp lum la vậy cưng. Mà hồi nãy em còn đoán bài hát nhạc rock nữa kìa. Hồi nãy em thấy vàng dựng ra em tưởng hát Ngọn Lửa Cao Nguyên hay như gì. Như là thấy bạn ấy tướng tá cũng dạm dở. Nó cũng nghĩ rằng là em hát rock mạnh mẽ. Em tưởng tượng là đây với Trọng Hiếu mà song ca chắc hợp lý lắm á. Em lúc đầu em tưởng tượng vậy đó. Hồi nãy tôi nhìn tôi tưởng mà hát Một Đời Người Một Rừng Cây. Nhưng mà ai ngờ. Cảm ơn em tôi đến với chương trình. Chào em nha. Hãy cùng chúng tôi đến với vòng 2 của chương trình. Vòng 2 mang tên Siêu Diện. Con Ngân nó muốn cái gì vậy trời? Trời ơi trời chị. Rồi đi về. Cảm ơn em. Cái gì? Trời ơi trời, của Ngân nó bẹo gan tôi nè trời. Trời ơi trời, chưa bao giờ thấy chơi game show chưa đi quýnh gan vậy đó. Phải đi thật thò đi đứt. Em ơi mà thật ra bé làm đúng mà. Ủa anh? Bài trộm nhìn nhau, đôi khi trộm nhìn nhau. Siêu Diễn bé là đứa nào diễn? Cái trộm nhìn chứ. Bây giờ sau khi xem xong nè. Qua số 2 khỏi nó số 1 rồi không biết cái gì mà nói đâu. Qua số 2 hả? Các em phải nhìn thấy cái cây nó rung rinh, mình thấy cái độ rung của nó thì mình biết là cái hơi của thằng nhỏ nó phát ra cỡ nào chứ. Anh ơi, anh nhìn cái độ rung của cây chỉ biết là nó bị Parkinson hay không đâu. Anh nghĩ sao mà. Vậy thì bây giờ mời nhỏ số 4. Đây, bé số 4. Làm bé nãy được người ta trộm nhìn á. Nè nha, bây giờ mà hai đứa đọc vị trí cái đầu tán vô mặt kìa. Để coi bé nó nhép bài gì. Tao coi mày nhép bài gì nghe. Coi cái hoàn cảnh quy định có phù hợp hay không. Đố mày kiếm được thêm bài có lùm cây đó. Bước vô cái cây nên chặt cái cây liền. Mời em gái số 4. À, ra ngoài rồi. Hai chữ vỡ nát thôi mà đâu có gì khó đâu Thành. Vô tình anh. Tình yêu ta vỡ nát, vỡ nát. Tại vì cũng không phải dễ dính cái nhịp này. Nhịp này khó. Hiếu nghĩ là được ấy. Hiếu nghĩ là em này có cái phong cách cũng ok ấy. Kiểu em này biết diễn đúng không? Biết diễn. Biết diễn này. Nó biết cúi xuống vào lúc nào. Đúng rồi. Nó biết lúc nào nó cần phải vỡ nát. Em cũng đồng ý với Hiếu. Em cái này là thật sự. Tại vì em thấy là bạn. Nhưng mà bạn này diễn mà bạn còn giấu nữa nha. Ví dụ như là rớt con heo xuống thì cần là tình yêu ta vỡ nát nhìn ra diễn không? Bà phải chăm xuống mà nhìn là em phải khung xuống để coi cái khẩu hình của bà nhép mà bà nhép đúng. Cảm giác của em là hay đó. Nè, nghe bom nói chuyện chơi nè. Vô bà. Ủa, bom nó chưa về á. Chưa nổ em, chưa nổ. Ủa, em xin lỗi anh. Hơi khó đoán anh. Vậy thôi đó hả? Dạ. Trời đất ơi. Bởi vậy nãy nhỏ kia kêu anh bum là đúng rồi. Giống như anh ngồi trên cái bum gì đó anh không có xuống chơi với mọi người. Em thì em nghĩ con này hát không hay. Không hay. Vậy thì bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Cô gái số 5. Em báo mưa hả? Lấy cho anh một cái. Rồi, cảm ơn em. Quên trả tiền. Dàn dựng ra nguyên cái tiêu phẩm luôn để vô cái bài này. Tiêu phẩm đơn giản, dễ hiểu, chịu đó. Ít ra nó vô vấn đề.
chỉ cần mang cái nhà ra khỏi chương trình là hay liền. Trước đây Hiếu tưởng là cô gái hát được hay, sau bây giờ Hiếu nhìn thấy cái này, Hiếu thấy kiểu cô ấy là diễn viên giỏi hơn là hát. Cô này là nhép hững hờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhép hời hợt, nhép che giấu đó. Nhép hàm hồ. Ừ. Nhép che giấu. Hàm hồ gì? Vậy theo em, cô hát hay không? Không. Không hay. Không, sao em? Em nghĩ là... Hay, cô này hay, hay đó. Có một chút hay hay. Chứ nếu mà diễn hay như vậy mà nhép không trúng thì em thấy hơi kỳ. Vậy thì bây giờ mời em số 6. Con trai thật xinh. Là con trai thật xinh. All your friends calling me. Party party on the beach. Ủa gì nó nhép cái gì vậy? Nhép cái dạ? Câu là con em phải xinh đó. Em không thấy luôn. Mà lúc ba nhép là ba quay lưng ba đi vô rồi. Ngân, ba ngồi ba nghe vậy đó. Ngân. Nó thiệt, ngân nữa. Có thiệt ngân. Ngân nữa. Mày ăn nhiêu tiền của Điền Quân ngân? Sao mày làm việc nhiệt tình dữ vậy ngân? À, ai coi cái gì ngân? Hay, vị trí này không hay được. Không hay luôn. Em nghĩ là không biết hay hay không, nhưng em muốn giữ lại tới cuối cho Trúc Nhân. Tại linh cảm của Trúc Nhân mà. Mấy cái bà mà tự tin mà múa kiểu này là ca dở đó. Bao nhiêu người đi qua cái chương trình này giống vậy đó, ra làm lồng lộn cái dữ dội lắm. Đi bẻ mà làm đủ trò là một hầu ra là coi như là đó. Banh. Banh đó. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nha. Bạn cuối cùng số 7. Đó, đợi kìa. Dạ khán giả đợi. Đó, mấy bà banh bèo lòi mình bây giờ. Em ơi, anh không có như vậy mà. Anh không bắt cá hai tay. Tin anh đi. Tin anh đi em ơi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng. Và hãy cầu nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chấm cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như anh. Tới gặp Thành. Tới gặp Thành như gặp ba chồng nha. Anh em mà thôi. Yeah. Ủa cái gì vậy trời? Tụi bay định qua mặt gia đình hả? Không nhìn thấy cái miệng đó luôn á. Thấy cái ót không à? Nhưng rất may, với sự nhiệt thành tôi đã quay qua đằng sau lưng và tôi đã thấy được cái môi đó rồi. Ổn không? Ổn không anh? Ổn không bạn? Nhỏ này ca em à. Bây giờ chúng ta sẽ hội ý với nhau đi nào. Chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Số 5. Năm hát đâu? 3 hoặc 5. 5 dancer hay gì vậy? Ừ, giỡn cho 5 hát được á. Nha, cho theo em nha. 6. Rồi. 6 chắc chắn rồi. Số 5 rồi. 6 chắc chắn là không hay rồi. Số 5 xinh là kiểu dancer. Ừ. Nên là kiểu đứng kiểu... 6 hoặc số 3. Ừ, đứng có thế nhảy ấy. 4 hát hay à? Hay không? Em nghĩ số 4 hay á. Mặt nó sáng, sủa dễ thương quá biết sao. Chứ anh nói bây giờ 2 hát. Số 4 nhưng mà em hết của ai vậy trời? Số 3 thì sao? Cậu văn nghệ chưa? Thời gian đã hết. Bây giờ thì mời đội Trường Giang. Hiện tại đang có nhiều luồng tranh cãi. Trúc Nhân sau khi bị từ chối thẳng thừng 3 lần liên tiếp thì rất mạnh mẽ trong việc I don't like the number 6 là Trúc Nhân nói. Nhưng mà năm người lại nói là thôi cũng vui mà. Thì Trúc Nhân lại quay về với anh ba đeo vàng. Anh ba đeo vàng. Anh ba vàng ngọc đó. À thì Nam Thư lại nói không. Lại là chị Nam. Đó bây giờ nhiều luồng ý kiến trái chiều quá. Thôi, loại số 7. No. Bậy, không loại số 7. Nói chơi thôi. Thôi để Nhân đi. Để Nhân quyết định đi. Hồi nãy chỉ với anh Giang rồi, giờ tới em đi cưng. Rồi, mời anh ba vàng ngọc nha. Rồi. Chọn số 3. Trưởng Thành, sao em? Họ cứ ngồi họ làm cho rối cái chương trình lên. Nói cái gì nó phải rõ ràng, anh hiểu không? Cứ nào là anh ba vàng ngọc rồi chị Năm thế này nọ rồi không biết chọn ai làm rối đó hình. Tại sao mình phải làm như vậy? Cái gì nó mình nói cái gì rõ ràng thấy không? Chọn số 3 rồi thì giờ thì mình loại luôn số 5 là sao mà rõ ràng. Số 5 này là em chọn theo đồng đội của em. Đồng đội nào? Chưa bao giờ tôi tin là có 3 người chơi trong đội tôi từ đầu chương trình đến giờ nha. Okay. Hiểu không? Em không chơi gì hả? Hả? Em góp phần gì trong chương trình này? Có phần hỏi ý của hai bạn chơi còn lại như thế nào. Rồi mình tiếp tục lên nghĩa. Ok, vậy thì bây giờ mời số 5 hát trước.
Hiếu tưởng là cô gái hát được hay. Sau bây giờ Hiếu nhìn thấy cái này, Hiếu thấy kiểu cô ấy là diễn viên giỏi hơn là hát. Cô này là nhép hững hờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhép hời hờ, nhép che giấu đó. Vậy theo em, cô hát hay không? Không. Không hay. Hay, cô này hay, hay đó. Có một chút hay hay. Sai lầm lớn nhất của Trọng Hiếu này. Xin lỗi. Hồi nãy Hiếu cũng nói hay mà sao Hiếu loại người ta vậy? Ban đầu Hiếu tưởng là hát hay, xong là sau đó là Hiếu cảm giác là không như là kiểu dancer hay là diễn viên ấy. Anh sai. Tại vì hồi nãy khi bé nó diễn nó hát nhép miệng không có rõ, cho nên là Hiếu nghĩ rằng bé hát không hay. Không phải. Là bị gì giờ bạn em mà nó đòi chọn. Cái mình không chọn cãi nó, nói mình này nọ. Phải cho nó chọn để nó hiểu bài sáng mắt chưa là gì. Anh hiểu không? Dạ, xin chào chú Đại Nghĩa. Xin chào tất cả các bạn giám khảo có mặt ở đây. Xin chào tất cả các bạn có mặt ở trường quay ạ. Tên đầy đủ của em là Võ Ngọc Xuân Ca. Em sinh năm 2001, quê ở Phan Thiết và hiện tại là thành viên của nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam H.U.4EA. Bao nhiêu thành viên? Dạ là 27 thành viên ạ. Wow, một cái nhóm nhạc 27 thành viên về lương sao chia ta? Cái vấn đề là không đủ micro để cầm ha. Mà đấy là kiểu là họp sướng rồi. Hả? Họp sướng rồi. Vậy em? Đấy như là một chiếc họp sướng á. Lát về anh mail riêng cho em. Rồi, cảm ơn ca, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Để coi công đeo vàng số 3 ông hát cỡ nào. Anh ba vàng ngọc. Đó là sự lựa chọn của đội Trường Giang. Mời em. Anh ba. Nghe được cái nốt cuối thì phải có kỹ thuật giữ được cái nốt nó đẹp như thế. Nhiều khi ông hát một câu dài mà chỉ đúng được cái nốt nó đẹp thôi đó em. Bạn này thì hơi rõ, tại cái nốt nó hơi rõ quá.
Em đồng ý với Hiếu. Em nghĩ là hát hay. Bạn này chắc hát cái dòng ballad rồi này kia ok lắm nè. Ở nơi đó em ai ngủ say. Ở nơi đó em ai ngủ say. Để gió mưa với anh nơi này. Dù cho bao ước buông lưng cứu em không về đây. Anh nghe trời. Bàn tay ai đưa em chỉ qua. Ngờ chốn xưa dưới mưa nhà. Một mình anh đang trong mưa bay. Nhiều lớp nắng cay. Cho tôi biết tại sao trong cái bài này buồn như vậy em hát tại sao em lại cười? Em cười nhiều không ạ? Em cười rất nhiều em. Đâu em khóc á. À khóc hả? Mà em ơi, mà em hát bài gì á? Em hát bài Tan Trong Mưa Bay ạ. Bài đó ai ca vậy? Người ca sĩ tên là Chris Wu. Cái gì? Chris Wu ạ. Chris Wu. Chris Wu. Đi đi. Dạ, em giới thiệu về mình đi, em giới thiệu đi. Dạ ok, em tên là Trần Hoàng Long Ngữ ạ. Và em làm bên Điền Quân, em là thiết kế hình cho show này luôn. Em là thiết kế cho show này. Em là cái nhà này mày dựng cái phải không? Cái nhà này là em là... Dạ, dạ không, ý là thiết kế hình ảnh thôi. Thiết kế hình ảnh. Tức là cũng em cũng dựng hình ảnh lên căn nhà này đúng dạ, không? Không, em là thiết kế hình ảnh để đăng lên fanpage thôi. Chứ design không phải đó. Là kiểu thiết kế là cái hình ảnh để trang trí ra fanpage của chương trình dạ, thôi. Tôi tưởng mày dựng cái nhà này là mày chết bị tao. Vỗ tay cho em đó nè. Cảm ơn chị. Ok, giờ thiết kế tiếp nha em. Dễ thương. Đeo vàng cho giữ vô. Anh ba vàng ngọc. Cái bài gì rồi, Tan Trong Mưa Bay là của Thu Thủy. Rồi cái bà kia phụ diễn mà ngồi nãy giờ nửa tiếng ngồi đóng. Đóng gì thôi chứ muốn gì nữa. Rồi bây giờ còn có 3 người thôi. Chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, vòng lộ diện. Đây, bây giờ 3 nhân vật này đứng ở gần chúng ta, quan sát rõ gương mặt của các bạn ấy, thần thái rụt hết. Và bây giờ mình phỏng vấn luôn, nghe giọng thiệt con sao. Mời đội Trường Giang 30 giây, bắt đầu. Hỏi. Em áo trắng, em dòng nhạc của em là dòng nhạc gì? Đa thể loại. Đa thể loại, ở giữa cho chị hỏi, em thích hát loại nhạc nào? Cá chù ạ. Cái gì? Cá chù. Rồi, hỏi cá chù, hỏi đi Nhân. Em thích hát dòng nhạc nào em gái? Nhạc nào cũng được. Bé ơi, em có đang gì khó chịu anh Thành không? Trả lời chị. Em nói không? Khó chịu hết. Loại. Rồi. Hết giờ. Mời đội Trấn Thành bắt đầu. Số 4 hát chương trình này người ta có trả lương em không? Không. Em gì nó quạo. Đúng rồi. Số 6. Bây giờ có mê Trọng Hiếu không? Nói lần cuối nè. Không. Loại liền. Loại. Không mê loại. Số 7. Có mê Trọng Hiếu không? Nói anh nghe một câu coi. Mê chút nhanh. Đau lòng. Cùng loại luôn. Loại luôn. Chọn con quạo. Giờ làm gì làm, tôi chọn con quạo à. Hết giờ. Rồi bây giờ các bạn, thời gian suy nghĩ hội ý với nhau, bắt đầu chọn ra một người hát hay. Khỏi suy nghĩ luôn. Khỏi suy nghĩ. Chọn số mày. Khỏi suy nghĩ. Cắt đi. Cắt. Nhạc đi. 30 giây này, 30 giây thừa thải của cuộc đời. Suy nghĩ gì nữa. Chọn ai? Xin lỗi các bạn. Số 6. Em nghĩ em đẹp, em muốn nói gì đó hả? Số 7. Em đem cái cặp về muốn nói gì nữa hả? Chọn nhỏ quạo này làm gì tôi. Bảo đảm sau khi chọn xong em nó sẽ hết quạo. Tại sao? Mặc vẫn quạo Thành ơi. À, cái gì hả? Thật sự là với ba người này thì chẳng có biết ai cả. Con bé số 4 đang quạo là vì em không chọn nó đó. Số 4 không thích anh không quan trọng.
chỉ cần số 4 thích em. Số 4. Đó. Số 6. Số gì? Gì? Số 6 đi. Khoan, từ từ. Số 6 đi anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Đúng rồi. Thằng Bom nó có chính kiến. Nói. Em nghĩ số 6. Vì sao? Tại vì hồi nãy nghe cái giọng bạn nó lạ lạ lắm. Do đó là sẽ hát ca trù, có thể nó sẽ hay. Ca trù à? Nhưng mà bây giờ mình phải nghe theo ý kiến của khách mời. Trọng Hiếu là người hát, cho nên Trọng Hiếu muốn hát với ai thì mình sẽ theo ý kiến của Hiếu. Em cho tôi biết tại sao chúng tôi phải nghe lời em. Đúng. Em cho tôi một lý do đi. Từ đầu buổi giờ em không có ý kiến, giờ em có ý kiến thì cho em cái ý. Từ đầu buổi giờ em không có ý kiến thì bây giờ ý kiến của em nó cũng như đầu buổi thôi. Kìa, khán giả kêu Hiếu chọn số 6 kìa. Hai luồng suy nghĩ. Bên thì bé Bom quyết tâm là số 6 nó bảo vệ. Tôi không biết nó bảo vệ gì cái gì. Em là người hát. Chính xác. Mọi người ơi, mọi người cứ nói chuyện nhiều. Trọng Hiếu là người hát thì thế là Trọng Hiếu quyết định nhá. Đúng. Hiếu chưa mấy. Và mọi người hãy lắng nghe. Quyết định của Trọng Hiếu là số... Bốn. Số 4. Ok. Mời đội trường nha. Đừng theo người đó, số 7 em anh. Ơi. Số 7. Em à. Đừng theo người đó, em ơi, em à. Bây giờ khoan cái gì? Chưa. Em chọn chưa? Em chọn số 7 rồi. Ủa sao vậy? Đã hát là chọn chứ sao? Chị kia em chọn. Chị nói là chọn số 6. Đứa nào nói. Với sự linh cảm khủng khiếp của em, số 6 vừa bước ra như định mệnh của em. Em sẽ hát số 6 dòng vui. Đứa nào? Nhưng mà hồi nãy em nói là nó không thích em lại đó rồi. Không thích nhưng vẫn là định mệnh. Bây giờ em chọn lại số. Rồi số 7 đúng không? Ok, xinh xắn, xinh dù cho có hát giỏi đi nữa, đẹp vẫn được tha thứ. Hey. Con này thấy đẹp cái là quay à. Anh Trúc Lê đã hỏi em tới 3 lần có muốn hát chung với anh không? Em vẫn kêu hãnh. Trang điểm cho cố vô rồi chảnh cho cố vô giờ ca một mình. Rồi, bây giờ mời em hát nha. Ồ, thần tiên tỷ tỷ. Tứ phủ của ca trù kìa. Ca trù thiệt hả? Ca trù kìa. Cái giọng này Duyên nghe đương đại rồi. Hay thiệt đó, Duyên nghe hay thiệt. Đâu đâu. Hay á anh ơi. Sao Hiếu? Hiếu. Hiếu ơi. Hay không? Hay không? Hả? Hay không? Hay không? Hay không? Là bạn này hát không hay. Không hay, vị trí này không hay được. Rồi cái giò bà đi bẻ bà làm đủ trò là một hầu ra là coi như là đó. Banh. Banh đó, chắc chắn là dở rồi đó anh. Oh,
rồi. Người lỡ phụ tình của tôi, người chót thương ai rồi. Người gian dối cạn chén khuya vơi đầy, cạn hết mọi buồn đau, thả hết cơn mê dài vào u. Mình à. Xin chào các anh chị chơi đang ở đây, anh Đại Nghĩa và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Em tên là Vio Triều Hồ, hiện tại em đang là người mẫu phi giới tính tại Việt Nam. Triều Hồ. Còn cái công việc trong cái clip kia là cho mướn đồ là không phải đúng không em? Dạ, đó không phải là công việc chính của em. À, công việc của bạn ấy là người mẫu. Sở dĩ là hồi nãy giờ em có từ chối anh Nhân là tại vì... Tại vì bà phóng lao, bà phải theo lao. Bà phải giữ cái sĩ diện của bà. Trời ơi, mình thích ai thì mình cho người ta biết chứ có gì đâu mà sĩ diện chi rồi về ta lỗi mình. Đây là em nhờ nó Nhân. Em nhìn hoài, em cười chớp mắt hoài mà anh nhìn số 7 tức ghê. Em không phải là cái gu của người ta. Không, mà nhiều khi nếu như em hát với anh cũng không biết được rằng là trong giọng hát của em cái vị trí âm thanh nó tốt như vậy. Em lên hát voi, em gần giọng này kia các kiểu, anh thấy rất là tốt luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Ôi, thị trường hát dở còn rất nhiều. Hồi nãy bên đây thì Bom nghĩ rằng là bạn số 6 hát hay. Bom muốn thuyết phục đội mình chọn bạn số 6. Nhưng Hiếu là người hát cho nên Hiếu được quyền quyết định em chọn số 4. Vậy thì bây giờ em hãy đến với sự lựa chọn của mình nha, mời em. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước. Hay quá. Và có đôi khi tôi nghe mọi vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Giọng hay quá. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Em có cảm giác là bạn này hát không hay. Được, anh cũng vậy. Chứ lại nghĩ là hát được ấy. Đúng, cảm giác của em là hay đó. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Baby.
xả cơ mặt ra rồi kìa. Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Xả cơ mặt lên nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. Đây mới là lúc bả được là chính bả đó. Chứ từ đầu chứ đến giờ bả gồng mới là mặt ngầu mặt quạo, giờ mới là chính mình nè. Cảm ơn Trọng Hiếu. Dạ cảm ơn em. Cảm ơn Trọng Hiếu. Tự tin nhìn cái tay của bạn đâu, cánh tay của bạn đâu. Rồi giới thiệu về mình xem. Dạ chào tất cả mọi người ở trường quay. Dạ em tên là Phạm Thùy Linh, Facebook em là Tống Khánh Linh. Facebook luôn. Em nhiêu tuổi, em làm nghề gì? Dạ em 22 tuổi. Ước mơ của em á là được trở thành một diễn viên. Nhưng mà bây giờ tạm thời gác lại. Chào tạm biệt em nha. Dạ. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ điều gì sẽ xảy ra với Trúc Nhân? Y chang. Liệu Trúc Nhân có sáng mắt chưa khi mà quyết định chọn canh chàng số 7 mà bỏ rơi cái bà số 6? Mời em. Anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học qua cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn cây kem, thật lòng không xứng với em. Em nhìn anh rồi xem ai đi với ai xứng đôi vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê, rồi sao người ta lại nói phí đời, phí quá trời luôn á. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt ra đường theo người đó. Em ơi em à, yeah, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi go. Bài này hát kháng mắt cười lắm á. Nhỏ này ca em à. Bạn này cho em một gương mặt hết sức là cảm tình. Và em nghĩ cái bài mà Trúc Nhân chọn vòng cuối cùng thì tất nhiên phải hát với nam rồi, tông rất là cao. Em vẫn dành sự ưu ái cho bạn. Đúng rồi, nên thì hát với Trúc Nhân. Đúng. Đừng theo người đó em ơi em à, yeah. Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi go. Thời gian đó thay đổi. Thời gian đó thay đổi.
rồi cũng sẽ thuộc về anh. Oh 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 oh. Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. You. Em nhìn em rồi xem em sai một ly, em đi một bước. Dạ anh muốn ôm cạnh em, muốn bên cạnh em rồi nhẹ nhàng nói đáng đời. Anh đã nói rồi. Người ta đang chờ anh trong cơn mưa dài, em đã sáng mắt chưa đường theo người đó. Em ơi em à, đừng để thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Ready? Anh ta trông thật. Sami khổng cun bên kê. Sami khổng cun bên kê. Anh ta trông thật yếu yếu, còn nhìn em trông thiệt éo ơi. Tình yêu là một giấc mộng đẹp, nhưng em cuối cùng lại khóc ướt kẹp cái gối ha. Làm sao em kiếm bà mới là tốt hơn ngang. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để em biết là chân em còn phèn. Anh không giỏi, anh trông bình bình, anh chỉ lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn, em trông đứng đắn nên thu xếp vì thái độ. Cho Trúc Nhân nào là định cư bên Đức, nào là học bên Đức, người ta ở Việt Nam nó vẫn thắng. Rồi bây giờ giới thiệu về mình xem. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới lời chào đến tất cả mọi người ngồi bên dưới đã, anh Đại Nghĩa. Em tên là Nguyễn Đăng Nguyên, em đến từ Quốc Oai Hà Nội. Mời mọi người đến đây, chúng ta cùng gặp gỡ nhau một lần cuối và chào khán giả nào. Chết rồi, tối hôm nay có nhiều cuộc tình xảy ra quá. Con này nhiều khi nhìn xàm vậy thôi chứ là cố tình đó, hay đó. Tôi nghĩ hát hay luôn. Em cũng nghĩ là hát hay á. Trời ơi, sao nhiều người nghĩ vậy? Vì sao? Em cần một lý do. Mấy anh không thể nào nói xuông như vậy được. Trời ơi. Trời đất ơi. Thằng Phát giống như là lâu quá nó bị tù túng, nó bức bối trong não á. Thằng Phát nó chưa có người yêu luôn anh. Không, thật ra là tại thấy mọi người đang đồng quan điểm với nhau thì muốn cho mọi người có chút xíu không khí thì em nghĩ là bạn này không hay. Khí em ơi, cái không khí em đưa đến là không khí ngột ngạt đó. Trời ơi, trời. Hôm nay hai bạn trẻ có mặt tại phòng đặc biệt, một bạn hát hay, một bạn hát vui. Thì mỗi bạn đều nhận được một phần thưởng là 10 triệu đồng. Còn với Trúc Nhân đã chọn được người hát hay cùng với em, cho nên số tiền thưởng của em là 50 triệu đồng. Còn Trọng Hiếu, hôm nay không có gì cả, nhưng mà anh hy vọng rằng em sẽ có một mối lương duyên mới với Nam Thư. Yeah. Khi nào hai đứa cưới nói anh làm MC cho không lấy tiền. Ok, xin mời anh ạ. Ok, cảm ơn em. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Giọng Mãi, Giọng Mãi xin được phép kết thúc. Xin chào tạm biệt.